Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư gửi ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 5 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng viết: "Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tiệu trường ở khắp các nơi. Các em tất thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng trời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc diễn biến các đường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, chúng ta lại cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt sau một thời gian bất thường. Việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch Covid-19. Thầy và trò là được cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường mới trong học tập. Hết mưa là nắng hửng lên rồi. Như ý nghĩa câu thơ của Bác Hồ, năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chất lượng nền giáo dục của Việt Nam được nâng lên năm bậc, đạt thứ hạng 59 trên bảng xếp hạng quốc tế năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức thành công. Giáo dục vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ. Nhiều trường đại học Việt Nam có mặt trong các bảng xếp hạng đại học uy tín của quốc tế. Bên cạnh đó, những thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được trong các kỳ thi Olympic trong năm 2022 đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh, khả năng vươn lên trong học tập và trí tuệ Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, một năm học bắt đầu, khởi nguồn cho những hy vọng mới. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục lựa chọn năm nay, đó là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục hãy nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người vĩ đại. Tôi mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp của con cái, làm gương tốt vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước. Toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục kiến tạo một xã hội văn minh, trật tự và mẫu mực, hình thành văn hóa chuẩn mực xã hội tốt cho các em học tập và noi gương, xây dựng xã hội học tập dễ tiếp cận đối với mọi trẻ em, trong đó có trẻ em yếu thế. Đối với các em học sinh sinh viên, hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh. Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chào thân ái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký. Tôi xin hết.